even get to cross. Like, share and subscribe. Xin chào người đến với kênh HBK Gaming của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng nhập vào tựa game Liên Minh Tốc Chiến. Đây là một cái cách nó đơn giản hơn, không có như phức tạp như cái cách trước. Thì anh em trước khi mà đăng nhập vào game, anh em cần phải tải game. Thì hiện nay có rất nhiều cách để tải game, có thể tải trên xe Play hoặc là App Store trên iPhone hoặc là trên TapTap đây, phần mềm TapTap đây. Đấy, là rất nhiều cách nha. Sau khi anh em bấm tải thì giờ mình sẽ tải game về trước, lên xe Play tải cho nhanh. Anh em nào mà không tải được trên CH Play có thể xem cái video dưới phần mô tả của mình cũng có hướng dẫn cho anh em cách tải game trên CH Play với lại App Store rồi. Ok, thì sau khi mà anh em tải game rồi, anh em cài đặt xong rồi, anh em lưu ý nha, chớ vào game vội, chớ vào đăng nhập game vội. Anh em lên trên CH Play hoặc là App Store vậy đó, anh em tạo ý một cái phần mềm chuyển vùng. Hiện tại mình đang sử dụng phần mềm kiwi nè, chuyển vùng. Anh em chuyển phần mềm Fast ID đó, anh em chuyển vùng đổi IP và Singapore với lại Nhật Bản mới chơi được nha anh em. Mình đã tải rồi, mình sẽ mở lên luôn. Đây, phần mềm này mình sẽ chuyển vùng sang nước ngoài. Đây, bấm chọn như đây, chọn quốc gia. Thì đây là phần mềm miễn phí nên nó hiện quảng cáo rất nhiều, anh em thông cảm đợi tí đi, không sao đâu. Đây, ở đây có thể có Singapore với lại Nhật Bản nè, anh em chọn Singapore đi cho nó gần, kết nối. Rồi, ok, sau khi kết nối thì anh em vào game nha. Sau khi kết nối chuyển vùng qua Singapore rồi anh em mới được vào game nha. Rồi thì bạn sẽ đăng nhập vào game. Thì khi vào lần đầu thì nó sẽ cập nhật dữ liệu, nó hơi lâu một tí nha anh em. Anh em đợi chút, nếu mà mạng mạnh thì sẽ nhanh hơn thôi. Đấy, lần đầu tiên đăng nhập thì nó sẽ cập nhật dữ liệu, tải thêm dữ liệu data đó, nên hơi lâu một tí thôi. Còn lần sau thì sẽ vào nhanh thôi. Đồ khá là đẹp luôn nè, đủ xịn xò chứ. Wow, đu giá xuống solo giá xuống em ơi. Đồ quá đẹp. Ok, sau một hồi cập nhật dữ liệu thì cuối cùng cũng đã xong rồi. Thì video trước mình đã hướng dẫn anh em cách đăng nhập bằng Gmail, tài khoản Google Play đấy. Còn lần này mình sẽ hướng dẫn cho anh em đăng nhập bằng Riot, tài khoản Riot nha. Thì rất đơn giản, anh em phát ID rồi ha. Sau khi phát ID Singapore hoặc là Japan đó, thì anh em vào Riot, vào đăng nhập, chọn Riot. Thì tại đây nó sẽ bắt anh em tạo một tài khoản mới. Anh em nên tạo một tài khoản mới nha, tài khoản mới trên nền phát ID rồi mới chơi được. Giờ mình sẽ tạo một tài khoản mới. Lần đầu mình sẽ nhập Gmail nha anh em. Nhập ngày sinh luôn, anh em muốn nhập nhiều nhập. Đấy, rồi tên. Và bát. Rồi, ở đây em sẽ nhận chiếc xe đạp. Ok, không đồng ý luôn em ơi, cái đàn. Ok, đấy, xin minh xong thì sẽ vào. Ok, vào được game rồi nha anh em. Đó, rất là đơn giản luôn. Anh em tiếp tục bấm ok. Rồi Fast. Rồi nhập tên game anh em muốn thôi. Đấy, nhập tên game anh em muốn vào chơi thôi. Rất là đơn giản. Cách này thì nó có vẻ nhanh hơn cái cách trước mình hướng dẫn nha, rất là nhiều cách. Cách này thì phù hợp cho anh em nào sử dụng iOS á, sử dụng điện thoại iPhone á thì nó sẽ thích hợp hơn ha. Trên Android cũng sử dụng cách này cũng được, ok hết, không có vấn đề gì hết anh em ơi. Rồi được vô trận rồi đó anh em. Khá là đỉnh luôn anh em ơi. Thì ok thì mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Thì phần này thì vô game thì nó sẽ bắt đầu hướng dẫn anh em rồi. Anh em tiến hành tải game về và test thử đi. Vô game thì nó sẽ mới vô game thì nó sẽ hướng dẫn anh em cách chơi đồ đó, như thế này nè, rất là đỉnh luôn. Anh em mà tải không được hay là cái gì thì comment bên dưới bình luận ha. Chúc anh em thành công nha. Anh em nhớ đăng ký kênh mình cũng như chia sẻ video của mình, xem những video tiếp theo. Bye bye anh em, cảm ơn em.